Một thương nhân giàu có bốn bà vợ. Ông yêu người vợ thứ tư nhất. Ông tự hào về người vợ thứ ba. Ông tìm đến người vợ thứ hai như một người bạn tâm tình, nhưng hầu như chẳng bao giờ chú ý đến người vợ thứ nhất. Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức quý, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng, đắt tiền. Bốn bà vợ, ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn muốn khoe vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ là bà sẽ bỏ đi với người đàn ông khác. Ông cũng yêu người vợ thứ hai. Ông coi bà như người bạn tâm tình, người giúp ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp khúc mắc, ông đều tìm đến người vợ thứ hai. Người vợ thứ nhất lại là người rất chân thành, luôn kề vai sát cánh bên ông, lo toàn chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu bà vợ thứ nhất, mặc dù bà rất yêu ông. Một ngày, ông ngã bệnh. Ông tự biết rằng mình sắp từ giã cõi trần thế. Ông nghĩ về cuộc sống giàu sang, xa hoa và tự nhủ rằng hiện mình có bốn bà vợ, nhưng khi mình chết lại chỉ có một mình, thật cô đơn làm sao. Ông ta hỏi bà vợ thứ tư: Tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, liệu khi tôi chết mình có nguyện đi theo tôi không? Không đâu, bà vợ thứ tư đáp lại và bước đi. Người vợ thứ ba vốn là niềm tự hào của ta, rồi cũng sẽ bước đi theo người khác, bỏ mặc ta mà thôi. Câu trả lời như một nhát dao cứa vào. Ông hỏi người vợ thứ ba: Tôi yêu bà nhiều lắm, tôi sắp chết rồi, bà có nguyện theo tôi không? Không, cuộc sống vẫn đang đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn. Trái tim ông rung lên đau đớn. Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: Bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn, rắc rối gì, tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng này có được không? Khi tôi chết, bà có nguyện đi theo tôi không? Bà vợ thứ hai trả lời: Xin lỗi, lúc này tôi không thể giúp ông được. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ mà thôi. Người vợ thứ hai, người bạn tâm tình thân thiết thủy chung của ta, cũng chỉ khóc khi ta chết, đưa ta ra đến mộ, rồi quay đầu. Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thật sự quá đau đớn vì người mà ông nghĩ có thể tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ông. Bỗng có một giọng nói cất lên: Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới. Ông giao giác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới. Trong bà gầy và xanh xao quá, rưng rưng xúc động, ông nói: Đáng lẽ ra trước đây tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa. Chỉ có duy nhất người vợ cả, người thường bị ta bỏ mặc, lãng quên khi sống, là kiên quyết đi theo, yêu thương ta cả cuộc đời. Mỗi chúng ta, ai cũng có bốn bà vợ. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết đi. Còn bà vợ thứ ba, đó chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác. Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi. Bà vợ thứ nhất chính là ta, hay gọi là linh hồn, lại tùy vào nghiệp thiện, nghiệp ác mỗi người để quyết định nơi ta tái sanh. Và cái đó, nó sẽ theo ta mãi mãi. Nhưng ta thường bị lãng quên
khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải và những cái đó là chỉ những cái tạm bợ, vô thường. Tốt hơn hết là nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách sống yêu thương, hy sinh, bác ái, tha thứ ngay từ bây giờ, vì đó là người thân tín nhất bên ta. Đừng để phải hối hận khi đến ngày phán xét vì đã lãng quên nó. Bạn yêu ai trong bốn bà vợ của mình? Hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trược, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy v.v. từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm, chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có 1-2 tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhờm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà.
Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại, tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo. Chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Kinh nghiệm tuyệt diệu về giới dâm. Mẹ tôi vốn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Hồi nhỏ tôi cũng là một bé gái thông minh lanh lợi khả ái. Nhưng do không hiểu báo ứng nhân quả, không được giáo dục tốt và chưa thấm nhuần Phật pháp, nên ngay từ 6 tuổi tôi đã nhiễm phải thói xấu thủ dâm, ác tật quân quen. Một ngày phải giải quyết 2 lần. Lúc thực hiện cảm thấy vô cùng thích thú và lòng chứa đầy ý tà. Thời tiểu học, thành tích xem như tạm ổn, nhưng tôi phải nỗ lực nhiều mới có được điểm cao. May là tôi có trí nhớ tốt nên cũng được xếp vào ban tinh anh, nhóm tinh hoa anh tài. Song dù tôi có dựa vào hàng ngũ này thì cũng chẳng được đãi ngộ tốt, không được giáo sư yêu, gặp nhiều duyên xấu, việc học không phát, còn chịu nhiều áp lực khó khăn. 11 tuổi dậy thì, nhưng làn da non nớt trên mặt tôi nổi đầy mụn giống như đậu mùa. Do trường kỳ thủ dâm khiến tôi bị quỷ dung, tâm lý hầu như bị nam hóa, tướng mạo nhìn giống như bà đàn ông, nam bà khi đi trên đường. Mỗi khi thiên hạ dòm, họ không phân rõ tôi là nam hay nữ. Thêm phần tôi nói năng rỗng rãng, ngôn hành cử chỉ giống như nam nhân, dung nhan trông quái lạ, khó coi, nên lúc đi đường thường bị người chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng mà không hề hay biết. Những khi nhìn thấy các bạn trang lứa có tướng mạo thanh tú, tôi rất thèm cải biến dung nhan mình xinh đẹp. Tất nhiên là lực bất tòng tâm. Bởi dù tôi có cố ăn mặc thật đẹp, thật sang, đúng theo mốt thời thượng, nhưng vẫn cứ xấu xí khó coi. Thời trung học, tôi rất ưa xem văn hóa đồi trụy và đĩa đen, nên càng kích thích tâm tà bộc khởi, tạo dịp cho thói thủ dâm càng bành trướng mạnh. Hễ đã phát là khó tự khống chế. Tôi thường đợi người nhà ngủ hết rồi mới lén mở đĩa xét ra xem. Tất nhiên là dâm tâm theo đó bùng phát, là phải tìm cách giải quyết. Cuộc sống tà dâm đem lại dần rủi cho tôi liên tục. Tôi dám xác quyết và chắc chắn điều này vì đã có kinh nghiệm bằng chứng hẳn hoi. Thời trung học tôi quen biết và giao du toàn những kẻ có tâm dâm nặng. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy mà cả ngày chúng tôi toàn sổ ngôn tình, dâm ngữ, thốt toàn lời tục tiểu, thấp hèn. Mà mỗi khi nghe đám bạn xấu nói tục, kể thuật các câu chuyện chứa đầy nội dung dâm ô thì tôi cảm thấy hết sức thích thú. Nhưng mới nhờ gia đình tôi càng phong kiến bảo thủ, lễ giáo khó khăn, nên tôi không dám buông thả, tìm nếm quả cấm hay vượt rào cùng người. Đây chính là điều may mắn duy nhất trong cuộc sống bất hạnh của tôi. Người có dâm tâm nặng thì âm khí thịnh, lòng chứa đầy tà trược u tối. Do vậy mà dần dần tôi biến thành kẻ sức láo, ngang ngược, sống theo kiểu mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì, không biết tôn trọng người lớn và có tính kiêu ngạo cực kỳ. Hễ phát ngôn là nói toàn lời chua cay, khắc nghiệt. Ở trong trường tôi hay chọc tức giáo sư, về nhà thì cự cãi cha mẹ, nghĩa là tôi gieo toàn hạt giống bất thiện, xấu ác. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới đậu đại học
nhưng chẳng lưu tâm đến sự nghiệp tương lai chi, không biết nắm bắt cơ hội tốt. Suốt thời gian hoàng kim của tuổi thanh xuân, cả ngày tôi toàn mơ mộng hảo, đắm chìm trong thủ dâm, giao du luôn thay đổi bạn. Có thể nói, tôi để thời đại học trôi qua trong uổng phí. Lúc đó, tôi đi học thường xuyên cảm thấy bị áp lực, vào phòng thi hay quay cốp bài. Có lần bị bắt gặp, suýt nữa thì hỏng việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, nhưng công tác bị thay đổi luôn, thường lãnh lương thấp hơn người khác, hay bị đồng nghiệp cư xử xấu, tệ. Chỗ chỗ đều gặp khó khăn, khiến tôi hầu như suy sụp. Dù cuộc sống rơi vào thống khổ như địa ngục, tôi vẫn chưa biết thức tỉnh. Cứ một bề ngu muội bám vào thủ dâm để tìm vui, còn cho rằng hành vi này sẽ giúp tôi xả stress, giải tỏa áp lực như đa số các bài viết trên mạng khuyến khích. Nhưng kết quả tôi thu được chẳng khả quan, mà chỉ khiến tôi ngày càng xa lầy, chìm xuống vực sâu, khó thể ngoi lên. Tướng mạo của tôi càng lúc càng thô tục khó coi, thậm chí bị người chê, nhìn tôi giống như yêu tinh. Tôi làm nhân viên công chức, xong hay bị chèn ép, bị cấp trên đãi ngộ không tốt, luôn gặp chuyện hao tài. Tôi cũng ráng làm việc cho qua ngày, nhưng thường gặp khó khăn trở ngại. Đi đâu cũng đụng phải người xấu hay kẻ tiểu nhân. Lúc tổng kết cuối năm thì luôn bị đánh giá năng lực thấp. Dù tôi làm việc gian lao, nhưng chưa bao giờ được khen thưởng hay đề bạt. Tôi mang hình dáng bà đàn ông thô tục đến 20 mấy tuổi, nếm đủ khổ sở chua cay, về tình duyên lại càng bạc phần xui xẻo. Gần 30 tuổi rồi mà tôi chưa nếm được mùi vị ái tình thơ mộng, chứ bao giờ nếm qua cảm giác được nam nhân yêu chiều đối xử chân tình là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè có cặp có đôi, riêng mình đi về thui thủi, đơn thân chiếc bóng, trong lòng tôi buồn không kể xiết. Chứng kiến cảnh các bạn gái được người yêu cưng chiều, còn mình thì sống trong cô lẻ, tinh thần càng bị đả kích khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, dẫu tôi có gặp tình duyên kia thì cũng giống như bọt nước tan mau, lại còn gặp toàn bọn nam nhân xấu nết, vì họ đối với tôi vô cùng tệ, toàn là hạng đa dục, không thực lòng. Dù có ngọt ngào thì cũng chỉ là giả dối trên đầu môi. Họ khiến tôi càng thêm thất vọng, chuốc lắm sầu buồn khổ tâm. Có thể vì vậy mà tôi bị chứng thần kinh suy nhược, ký ức ngày càng sa sút, đối với cuộc sống càng lúc càng chán nản. Cả ngày tôi ru rú trong nhà, không thiết làm gì. Gần 30 tuổi, nhưng cuộc sống tôi vẫn ôm một bụng chứa đầy ý dâm, nên tôi hay tự thỏa dục, còn cho đây là thú tiêu khiển mang lại niềm vui lớn nhất, vì vậy mà cứ chìm sâu trong mê muội u tối. Lúc 27 tuổi, tôi cũng dính vào tình yêu. Tuy tôi có lòng, song đối tượng lại hững hờ, mà nếu có thì họ chỉ muốn đùa bỡn lường gạt, khiến tôi thêm tổn thương thôi. Tình lang luôn khiến tôi khổ sầu đến nỗi đêm đêm nước mắt đầm đìa. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi gặp toàn giận rủi liên miên, nhưng cứ ngỡ là tài vận tốt của mình chưa tới, nên ngày ngày ngóng cổ chờ may mắn đến. Đâu biết rằng tất cả dân tốt đã bị tôi hủy hoại bằng hành vi thủ dâm tự phá đức của mình. Chỉ sau khi biết đạo, học Phật pháp rồi, tôi mới bừng tỉnh và ngộ ra điều này. Có lẽ trời cao còn thương xót nên tôi được may mắn gặp Phật pháp, được học giáo lý Phật và hiểu ra trăm hạnh hiếu đứng đầu, vạn ác dâm là tội lớn nhất. Khi tôi đã hiểu rõ chính thủ dâm đem lại cho mình nhiều ác báo và chiêu dời dần rủi liên miên, thì ngay đó tôi tỉnh ngộ, dũng mãnh hạ quyết tâm, thề từ đây vĩnh viễn dứt trừ tà dâm, không bao giờ thủ dâm nữa. Việc làm đầu tiên là tôi tẩy chay tất cả văn hóa sét, lập tức xóa sạch hết những hình ảnh truyện phim dâm quế trong điện thoại di động. Ở trước Phật, tôi long trọng phát thệ, từ nay vĩnh viễn từ bỏ thủ dâm, nguyện giữ giới không tà dâm nghiêm nhặt. Thật là tôi chỉ mới giới dâm trong vòng 1 năm ngắn ngủi thì tướng mạo dần thay đổi đến độ bạn bè xúm nhau hỏi tôi: có phải bạn đã đi mỹ viện chỉnh dung?
khiến tôi thực sự ngạc nhiên và bỗng thấm thía cái câu tướng do tâm tạo. Kể từ sau khi giới dâm rồi thì tâm tư tôi ngày một tốt lên, làm việc chi cũng tham nhận giỏi và có được lực tập trung rất mạnh. Trí nhớ cũng phát huy. Tôi làm việc đạt kết quả tốt nên hay được cấp trên khen thưởng, còn đề bạt tôi thăng chức. Từ đây mọi việc hanh thông, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mặt trời. Thật không ngờ việc giới dâm cũng giúp tôi giải trừ hết mọi u ám tối tăm. Cõi lòng tôi bắt đầu được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi. Mối quan hệ giữa tôi cùng mọi người trong gia đình trở nên tốt lành. Bởi tôi đã hiểu, trăm thiện hiếu đứng đầu và thủ dâm chính là tự hại mình, còn làm tổn thương lây đến phụ mẫu. Vì vậy, trước Tam Bảo, tôi chân thành sám hối tất cả tội lỗi trong quá khứ, nguyện phụng thờ song thân và kính Phật. Sau khi giới dâm được 2 năm, thì tôi gặp một người yêu lý tưởng, một tình lang rất tốt tính và đức độ. Anh hết lòng yêu thương tôi, chẳng bao giờ làm tôi buồn. Anh luôn khiến tôi cảm thấy an ổn, hạnh phúc. Ngoài ra tiền tài cũng bắt đầu phát. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tôi đã gặp cơ hội đầu tư tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Chính việc giới dâm đem lại cho tôi sự thay đổi cực lớn và vận may ngoài sức tưởng. Tôi làm việc rất có uy tín, luôn được người tin, cấp trên thường cất nhắc đề bạt cho tôi thăng chức. Vì vậy mà đường quan lộ của tôi cứ thăng tiến. Việc đến đây, tôi chỉ còn biết cảm tạ chư Phật, Bồ Tát đã gia trì. Vì nhờ Phật Pháp mà tôi biết cải thiện, biết tu sửa thay đổi tâm tính, nguyện đoạn trừ tất cả tật xấu. Tôi nguyện đời đời làm người tốt, sống không làm điều gì đáng xấu hổ với lương tâm. Và kể từ giây phút tôi cương quyết bỏ ác thành thiện đó, tôi mẹ gặp may mắn đến liên tục. Tôi nghiệm ra, giới dâm và hiếu thuận phải luôn đi đôi song hành. Có vậy thì cuộc sống mới đạt được tốt đẹp về mọi mặt. Bởi vì cha mẹ có thâm ân sinh dưỡng, có hiếu mới có thuận. Nhờ vào hiếu tâm mà ta biết hy sinh, hết lòng lo nghĩ cho cha mẹ và có đủ lực nhẫn nại để giới dâm. Nếu hoài nghi, xin bạn hãy thực hành như tôi đi, rồi sẽ thấy mình đạt được hạnh phúc an vui, may mắn tốt lành ngoài sức tưởng. Xin hãy tin tôi, vì tôi chính là bằng chứng sống động chân thực nhất. Tôi đã vì ngu si không biết mà tự hủy hoại cuộc sống, làm uổng phí mất 22 năm hoàng kim của mình. Nhưng sau khi nỗ lực giới dâm rồi thì một cảnh giới sáng lạng đã mở ra trước mắt tôi vô cùng khiết mỹ. Thành chia sẻ kinh nghiệm mình từng trải qua. Khẩn thiết mong các bạn, nhất là những gì có lỗi giống như tôi, sẽ biết hồi tâm tu sửa, sống thật có ích cho mình, cho đời. Cầu mong tất cả các bạn đều đạt được hạnh phúc giống như tôi đang hưởng. Tôi đã tu hết can đảm để viết ra trung thực câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Mong rằng mọi xấu xa đều được đẩy lùi, chỉ còn lại điều tốt đẹp thiện lành trong mỗi chúng ta. Phật tử 20. Chẳng biết tôi bắt đầu tự thỏa dục từ hồi nào, chỉ khi bắt đầu học Phật hiểu Pháp rồi tôi mới thức tỉnh, mới biết thỉnh cầu chư Phật, Bồ Tát gia trì và có đủ sức mạnh từ bỏ lỗi lầm triệt để. Hiện giờ dù tôi đã quay đầu sửa đổi, biết sống thiện lương, nguyện dứt ác hành thiện đúng như lời Phật dạy, nhưng tôi vẫn phải kể ra quá khứ xấu xa của mình thay cho lời sám hối. Mong mọi người lấy đây cảnh giác, tự bảo vệ tốt cho bản thân. Hồi xưa, thân thể tôi vốn yếu đuối nên dễ bị cảm. Tuy không mắc bệnh chi nặng nề, nhưng tự thỏa dục chính là nguyên nhân khiến sức khỏe tôi càng thêm suy. Hồi còn là sinh viên, lúc nghỉ hè, về nhà, rảnh rang không việc gì làm, tôi thường tự thỏa dục. Không bao lâu cảm thấy thân thể suy yếu, hay tức ngực khó thở, tim như bị đá đè, tôi giống hệt người sắp chết, nằm liệt trên giường không động đậy. Do bệnh không chuyển tốt nên người nhà nóng ruột khiêng tôi đi bệnh viện, nhưng y viện khám không ra, đành phải về nhà. Trải qua thời gian lâu tôi mới dần hồi phục. Lúc đó tôi không hề biết đây là quả báo của tà dâm, nhưng bây giờ tôi hồi tưởng lại, chính bởi do tôi thường tự thỏa dục nên đã chiêu mời nhiều loài quỷ hấp tinh tìm tới xâm hại,
khiến sức khỏe của tôi bị thương tổn suy kiệt. Sau này khi nghiên cứu kinh sách Phật, thực hành thâm nhập rồi, tôi mới ngộ ra. Hồi đại học, tôi hay bị đau lưng. Dù có xoa bóp trị liệu thì cũng chỉ bớt tạm thời, rồi mấy ngày sau lại đau tiếp. Đi chụp X-quang cũng chẳng tra ra bệnh. Thống khổ này một bề hành tôi. Sau khi xem sách Báo ứng hiện đời rồi, tôi mới phát hiện rằng các chứng bệnh của mình là do ác báo tà dâm chiêu cảm nên. Sau khi ra trường đi làm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng tự thỏa dục. Xong thì thấy rất mệt, tinh thần suy, lưng nhức chân mỏi, sắc mặt vàng chạch, toàn thân như không còn sức sống và luôn thiếu tự tin, đôi mắt bạc nhược vô thần. Vì tự thỏa dục quan hệ đến biểu hiện sức khỏe bên ngoài, càng khiến tôi thiếu tự tin. Thời đại học tôi không có bạn trai, do nhân tà dâm xấu tích lũy theo năm dài tháng ròng đã thành là một trong các nguyên nhân khiến con đường tình cảm của tôi luôn gặp chướng. Hồi nhỏ, gặp những kẻ chen vào làm người thứ ba, những kẻ ưa trao tim cho người đã có gia đình, tôi rất khinh thường xem trẻ, ghét cay ghét đắng. Tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi đi làm người thứ ba, chen vào phá hoại hôn nhân của người khác. Ngờ đâu, cũng có một ngày tôi rơi vào nẻo tệ này và nếm khổ không thể nói, hơn nữa còn chìm xuống tận đáy vực, khó thể thoát ra. Mà đã gieo nhân tà dâm thì số phận luôn không may mắn, hệt như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi cứ nhè những ông có vợ mà bập vào. Hình như chính tố chất tà dâm trong tôi đã xua tôi gặp toàn nẻo đoạn trường. Bởi những chỗ bằng phẳng tôi không bước mà cứ sấn vào nẻo gai chông, để rồi bị châm chích tả tơi, thương tích thống khổ đầy mình. Việc tôi chuyên yêu người đã kết hôn, đây có thể là quả báo của hành vi cười chê, khinh rẻ người hồi nhỏ, và cũng do ác nhân tà dâm của tôi chiêu cảm nên, khiến tôi luôn rơi vào tình duyên bất chính. Trước khi theo gia đình xuất ngoại, tôi quen một ông tên Tuấn, là thầy khí công. Bên khí công gọi ông là đại sư. Lúc đó tôi không hiểu nhiều về Phật Pháp, do tình cờ đọc một số sách thấy khí công và Phật giáo cũng có vài nét na ná nhau, nên tôi ngộ nhận, cho rằng các thầy khí công cũng là hạng tài ba giống như các nhân vật kiệt xuất trong Phật giáo. Thêm phần Tuấn rất khéo che giấu khuyết điểm và luôn bao bọc mình bằng lớp vỏ quyền thuật. Ông cũng hiển lộ vài tà thuật, giống như là thần thông hay yêu thông quỷ thông chi đó, khiến tôi càng ngưỡng mộ sùng bái ông. Do tôi đối với Phật giáo không hiểu gì, mà vào buổi tà sư thuyết pháp như sông Hằng này, thì những kẻ ngu ngơ như tôi rất dễ bị quyến dụ lầm lạc. Do vậy mà tôi xem Tuấn như một nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời. Đối với ông, tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút hoài nghi. Còn cho rằng mình đã tìm ra được bậc thầy thông thái để quy y. Đến khi tôi xuất ngoại, dù đang còn đi học, tôi vẫn thường liên lạc với Tuấn qua email. Trong thời gian này, Tuấn bắt đầu than rằng hôn nhân của ông không hạnh phúc, có nhiều khổ tâm khó nói, hiện đang rất muốn ly hôn. Tôi nghe Tuấn than kể, mỗi lòng xót thương an ủi, còn khuyên Tuấn hãy cố gắng bảo vệ hôn nhân của mình, đừng để tan dở. Thư từ qua lại lâu dần, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tuấn, rồi dần dà bị tà niệm dẫn dắt, si khờ rơi vào bẫy rập của Tuấn mà không hay. Tuấn rất muốn xuất ngoại, nhưng không có cách, nên nảy ý muốn kết hôn với tôi, mong có thể nhờ đây mà xuất quốc. Khi đó tôi thật thà, hoàn toàn tin vào những lời đường mật của Tuấn mà không hề đề phòng. Có thể nói rằng trên thế giới này tôi không tin ai bằng Tuấn. Nếu như tình cờ tôi có khởi ý niệm Tuấn đang muốn lợi dụng mình, thì tôi dập tắt ngay, vì tôi luôn cho rằng Tuấn không giống bao kẻ tầm thường khác. Chàng rất tội nghiệp và đang có nỗi khổ tâm riêng. Thế là dần dần tôi thành người thứ ba. Khi đã chen vào phá hôn nhân người, tôi còn mê muội cho rằng những gì mình nghĩ, mình làm là hoàn toàn hợp lý, đáng được thông cảm, không hề mang nét phàm trần giống như bao kẻ khác. Thực tế thì dù tôi có viện dẫn đủ lý do để giữ lý đúng điều phải cho mình, thì tất cả chỉ là hành vi tự ngụy tạo vỏ bọc, hòng che giấu tâm tà dâm ích kỷ ẩn tìm bên trong mà thôi. Bởi trong tình yêu, kẻ thứ ba không có bất kỳ lý do nào đúng đắn, đáng được thông cảm hay tha thứ cả. Vì vừa bước vào con đường phá gia can người thì đã sai thậm tệ rồi.
Nhưng lúc đó tôi đâu có đủ trí khôn sáng suốt để tỉnh giác như khi viết những dòng này. Thuở đó tôi hoàn toàn biến thành kẻ lụy tình, si mê với Tuấn. Dù ở rất xa nhau, tôi vẫn ngây thơ trao hết con tim cho chàng. Tin rằng sau này Tuấn sẽ là chồng tôi, do tâm trụ hết vào tình yêu cuồng dại, nên tôi đâu có tinh thần mà học tập. Vào lớp, tôi không nỗ lực cố gắng, mà hàng ngày toàn giọng ngóng đến giây phút Tuấn lên nét liên lạc với mình. Trong chàng gọi điện tới, quên bén rằng Tuấn là người đã có gia đình, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của vợ chàng. Thậm chí, tôi còn xúi Tuấn nên tránh xa tầm mắt của vợ để trò chuyện thật nhiều với tôi. Tôi cho rằng mình hiện rất được Tuấn sủng ái và tha hồ dệt mộng về tổ ấm hạnh phúc cùng Tuấn trong tương lai. Do Tuấn đã tìm được đường xuất ngoại khác, nên không bao lâu chàng đối với tôi nhạt nhẽo, không còn quan tâm như xưa, khiến tôi rất suy sụp. Mỗi ngày về nhà tôi đều khóc, lúc nào cũng sầu muộn, không hiểu tại sao Tuấn thay đổi lại như thế. Cuối cùng, tôi quyết định về nước tìm gặp Tuấn. Khi tôi lên đường, trời nổi sấm sét chớp giăng, mưa trút ào ào. Tới phi trường, có rất nhiều phi cơ đã hủy chuyến bay hoặc quản lại. Nhưng những người ở sân bay không ai có hình dạng thảm hại giống như tôi, bởi vì tôi đang là kẻ có tà tâm. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi cảm giác như lúc đó ngay cả cảnh vật cũng cảnh báo tôi, không nên làm việc có lỗi. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn chẳng có chút tỉnh giác nào, lòng nhất quyết phải về nước gặp mặt Tuấn cho bằng được. Gặp nhau rồi, Tuấn hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ để cùng qua sống với tôi. Tôi lại ngây thơ tin vào những lời bịp lừa của chàng và trao hết con tim lẫn thân xác cho tình Lan. Bởi tôi quá si dại, dù phát hiện Tuấn đối với mình không tốt, nhưng do đã bị niệm mê tình làm cho mù quáng, thêm phần bị ảnh hưởng tà thuật của Tuấn, tôi mất hẳn sự phán đoán khách quan. Về lại trường rồi, hàng ngày tôi vẫn dệt lắm mộng mơ, luôn giọng ngóng, mong Tuấn sớm ly dị để kết hôn với mình. Tôi thường hối thúc Tuấn và sao nhãng việc học. Trong giai đoạn này, do tôi tà dâm, tà tư, tà niệm quá nhiều nên thường gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi vào một vực sâu không đáy, có lúc còn mộng thấy mình ăn phân, ăn mọi tạp chất đại tiện dơ uế, có lúc thấy mình đứng trước một sơn động sâu hun hút, không ánh sáng, cùng rất nhiều người đang xếp hàng, đồng đi vào đó. Có lúc thấy mình và đoàn người đi đến một sơn động, ngay khi đó thì tên độc không rõ từ đâu, bỗng bắn ra như mưa. Những ác mộng này ngày ngày xuất hiện tiếp nối chất chồng, có vẻ như để cảnh tỉnh tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết. Sau này, đến khi tôi quy y Tam Bảo, học Phật rồi, lúc xem kinh Địa Tạng, tôi mới hoảng hốt khi phát hiện ra các điềm mộng mình từng mơ thấy chính là những cảnh giới địa ngục mà trong kinh đã mô tả. Ăn chất đại tiện, chẳng phải là địa ngục phẫn giải hay sao? Còn hát sơn động, trong kinh tả, phía đông có một tòa núi Thiết Di, quanh năm không ánh sáng, chính là tôi đã đến chỗ này. Nhưng thuở chưa biết Phật Pháp đó tôi còn quá si khờ nên không tỉnh giác, cứ tiếp tục sống vô đạo, thất đức. Một ngày nọ, tôi mộng thấy mình đang leo từng nấc thang, tiến lên tới đỉnh cao rồi, trong lòng đang cực kỳ hưng phấn, thì bỗng bị một con chim to bất thần chụp bắt và ném tôi té xuống đất. Tỉnh dậy, tôi thấy rất bất an, bắt đầu lo âu về tiền đồ của mình. Kết quả, không bao lâu, chị giáo sư chủ nhiệm bảo tôi không đủ tư cách để lấy bằng tiến sĩ, chỉ có thể học thạc sĩ thôi. Tôi vô phương biện bác, đành chấp nhận quyết định này. Tiến sĩ rõ ràng bị thủ tiêu, nhưng ngay cả việc tốt nghiệp thạc sĩ cũng quá khó. Trong thời gian này, tôi vẫn không biết thức tỉnh, tiếp tục liên lạc Tuấn. Không may bị vợ ông phát hiện, bà làm ầm náo long trời lỡ đất, mà không ngừng gọi điện, gửi thư và quậy tưng bừng, tới nỗi tôi hết còn có thể học an, sống ổn. Tuấn cũng bật liên lạc cùng tôi. Lúc đó tôi thống khổ vạn phần vì những lời có cánh xiết bao mật ngọt của Tuấn cuối cùng cũng đã quá thành phũ phàng. Gia đình tôi cũng trách mắng tôi thậm tệ, khiến tôi càng thương tâm thống khổ. Dù được gia đình giáo huấn nhiều, tôi cũng không tỉnh giác, ngược lại còn luôn oán trời trách người, chẳng hiểu vì sao mình mất bằng tiến sĩ, mất luôn người yêu, biến thành kẻ trắng tay không có gì. Hàng ngày, tôi khóc lóc không ngừng,
tâm thần ngơ ngẩn, luôn ngóng mong Tuấn liên lạc tôi. Mới nửa năm thôi mà tôi đã già đi rất nhiều. Từ một thanh nữ yêu đời hưng phấn, tôi biến thành kẻ ai oán, chán chường, rầu rĩ. Cũng do tôi từng quan hệ cùng Tuấn nên bị mắc bệnh phụ khoa, hạ thể đau ngứa khôn cùng, nhưng khi đi khám lại không tìm ra bệnh. Căn bệnh này hành hạ tôi một thời gian dài, lúc ngưng, lúc phát, có uống nhiều thuốc cũng không hiệu nghiệm. Bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi. Những khổ đau này khó thể thổ lộ với bất kỳ ai, dù là thân quyến hay bè bạn, nên tôi đành cắn răng chịu. Bây giờ học Phật rồi, tôi mới hiểu đó là báo ứng của tà dâm. Ác báo này không hề sai lệch, nhưng báo ứng vẫn chưa kết thúc. Tốt nghiệp xong, suốt thời gian dài tôi không quen được anh chàng độc thân nào, mà toàn là gặp và quan hệ với những ông đã có gia đình. Bởi do nghiệp tà dâm chiêu cảm, tôi gặp anh A đã có vợ và phát sinh quan hệ. Và cũng trong một ngày, chúng tôi đồng mơ thấy ác mộng. A kể anh mộng thấy đến một nơi bị người cắt thân thể mình ra thành mấy khúc. Tôi nghe vậy rất sợ, bởi vì tôi mộng thấy bị một con hổ cắn xé. Tôi hỏi vợ A tuổi gì, anh đáp tuổi cọp. Tôi lại càng thêm sợ. Cũng có khả năng ác mộng này đang cảnh tỉnh chúng tôi không nên tiếp tục phạm tà dâm. Nếu không, tương lai sẽ lãnh thảm báo ở địa ngục. Nếu chẳng có luật nhân quả, thì tại sao chúng tôi lại đồng thời mộng thấy ác cảnh nơi địa ngục? Trong suốt thời gian yêu đương bất chính, tôi và A công tác luôn gặp bất lợi. Còn xảy ra chuyện lạ là không biết vì sao cấp trên của anh A 2 tháng trước đã tự kết thúc hợp đồng lao động với anh, khiến anh phải lao đao lo tìm việc mới. Công việc của tôi cũng vậy, luôn bị dồn ép, ngăn trở, bị kéo dài dây dưa hoặc khó thành. Cũng do vì tôi muốn kết hôn với A nên thường xảy ra cự cãi. Có lần tôi còn định dùng việc tự sát để uy hiếp, buộc anh phải sống với tôi, nhưng chẳng ích gì, cuối cùng hai đứa vẫn chia tay. Từ đó cuộc sống của tôi thường là nước mắt chan cơm, khổ không kể xiết. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra, đa số người thứ ba luôn nằm ở vị trí thấp hèn. Vậy mà hồi đầu tôi luôn ảo tưởng, cho rằng mình có hấp lực quyến rũ đến nỗi bọn đàn ông phải bỏ vợ để đuổi theo mình. Nhưng sự thật thì trong mắt mấy ông có vợ kia, bạn hay tôi, những kẻ đang ở vị trí thứ ba chỉ là những món ăn tạm vào lúc các ông muốn thay đổi khẩu vị mà thôi. Thông thường họ không thể vì bạn mà hy sinh gia đình, mà nếu họ có bỏ gia đình để cưới bạn chăng nữa thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ như ý, viên mãn giống như bạn tưởng tượng đâu. Vì hạnh phúc khó thể hiện hữu khi chúng được xây trên nền tảng của ngoại tình, tà dâm bất chính, trên đau khổ của người khác. Bạn nghĩ xem, những kẻ có phẩm hạnh tà dâm xấu ác, tính toan cướp chồng, xe duyên cùng người có tâm bội bạc, muốn ruồng rẫy vợ con, thì cả hai đồng có được diễm phúc toại hưởng quả lành ư? Theo đúng luật nhân quả thì hễ đã gieo hạt đắng thì không bao giờ nếm được trái ngọt. Hạnh phúc nếu có thì cũng sẽ tan mau như bọt nước, bởi vì thiên lý không bao giờ ủng hộ những cuộc tình bất chính. Vậy nên may mắn thường không bao giờ đến với kẻ tà dâm. Chỉ những người chung thủy đức hạnh mới có đủ phúc phận nếm trải hạnh phúc. Bây giờ tôi nghĩ, may mà anh A không ly hôn, nếu không thì tội của tôi càng lớn và phiền não nghiệp chướng tôi phải gánh chịu sẽ là vô tận vô biên. Hồi mới quen nhau, vì tôi mà anh A hay về nhà muộn, khiến vợ anh buồn phiền nên giữa họ thường phát sinh gây cãi bất hòa. Bây giờ tôi chỉ biết âm thầm sám hối tội nghiệp của mình thôi. Bởi tôi sống mà gieo toàn hạt giống bất tịnh, vô hình làm ô nhiễm chánh khí trong trời đất, góp phần làm dẫn đục thanh khí, khiến thế giới càng thêm mất an tịnh. Sau khi học Phật rồi, tôi luôn tự trách mình và âm thầm sám hối. Hồi đó, sau khi chia tay anh A xong, thì tôi gặp anh B đang độc thân, nên cho rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi số kiếp kẻ thứ ba. Nhưng khi B quyết định về nước, tôi vô phương gian cầu anh ở lại với mình. Trong thời gian sống chung với tôi, anh còn phản bội qua lại với cô gái khác và cư xử với tôi rất ngang ngược, hống hách. B luôn thấy tôi chướng mắt. Xong, tôi lại một bề nhẫn chịu, nhưng cuối cùng thì B cũng bỏ về nước. Trước khi về, còn nói toạc ra là anh đã có vị hôn thê ở quê nhà đang chờ mình về làm đám cưới.
Tôi cảm thấy quá bi ai, những tưởng lần yêu này là danh chánh ngôn thuận, nào biết rằng mình vẫn là kẻ thứ ba. Tôi đau buồn rất lâu, sau đó lại quen anh C, cũng độc thân. Sau bao lần trò chuyện, tôi mời anh về nhà, bị ảnh hưởng của rượu, chúng tôi cùng làm việc xấu. Thật đúng như câu cổ ngữ, bùng mau thì tắt dội. Tình cảm giữa chúng tôi nhanh chóng nguội lạnh, cuối cùng thì chia tay. Tôi ý thức được đây có lẽ là do lòng tôi chứa đầy tà tư, tà niệm, tà dâm, nên khiến xui mình gặp toàn những người gian dối, bịp lừa, không thật lòng yêu. Đa số họ chỉ là những kẻ muốn truy tìm và tận hưởng khoái cảm nhục thể, khiến tôi hết lần này đến lần khác nhận lấy biết bao tổn thương. Một phần cũng do tôi là kẻ đa tình lắm dục, nên chiêu mời kẻ có khí chất tương đương tìm tới, rồi tự chuốc lấy thống khổ không ngừng. Tà dâm chính là tự hủy hoại hạnh phúc mình, cũng là nguyên nhân khiến tài lộc quyền bị suy giảm rất lớn. Tà dâm làm vận may tiêu tan, xui xẻo thường đến, tai họa ập tới liên miên. Đây là lý do vì sao Phật chế giới không được tà dâm, tất cả nhằm để bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta. Mặc dù lắm lúc kẻ tà dâm nhận thấy dường như họ không bị thọ báo, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy giận xui luôn bao trùm, làm gì cũng không thuận, thân thể thường sinh bệnh, nhất là những bệnh tình dục viêm nhiễm nặng. Tóm lại, họ phải lãnh đủ nghiệp chướng trùng trùng. Nếu như có thêm ác nghiệp đời trước ập đến nữa, thì kể như vô phương chống đỡ. Giờ đây tôi thành tâm phát lộ sám hối những tội tà dâm đã tạo trong quá khứ, cũng khẩn thiết khuyên những ai có hạnh tà dâm tương tự tôi, hãy mau cải hối quay đầu, phát nguyện chấm dứt triệt để, không tái phạm. Chỉ có sám hối nghiệp chướng, tuân thủ giới luật Phật ban, nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện mới giúp chúng ta tăng thiện nghiệp, mới khiến đời sống, phẩm hạnh ta thăng tiến, chiêu cảm mọi việc thuận lợi. Do phạm lỗi tà dâm mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn gặp chướng ngại và thống khổ. Do tà dâm xem thường trinh khiết, dễ dàng sống thử và yêu đương bất chính, mà tôi thường mơ thấy cảnh địa ngục. Hồi tưởng lại quá khứ đau buồn, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Té ra, tà dâm và yêu đương bất chính là tự hủy hoại, làm giảm phúc lộc quyền của mình ngay trong hiện đời. Chết rồi còn phải xa địa ngục. Sau khi đến với Phật Pháp rồi, tôi biết giữ giới, dứt trừ tà dâm, lưu tâm sửa lỗi hướng thiện và hướng được niềm bình an hạnh phúc. Vì vậy mà tôi thu hết can đảm phát lộ, sám hối, nói ra tất cả lỗi lầm của mình. Mong chư vị độc giả lấy đây cảnh giác. Cũng xin khuyên các bằng hữu, ngàn vạn lần không nên đi vào con đường tà dâm, ô trọc, vì đó là vực sâu dìm người vào thống khổ vô biên. Phật tử y. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đó, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc, nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói: Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm cua cá không? Họ đáp: Dạ phải, dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa. Sư phụ bảo: Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay. Họ không hiểu, chất vấn: Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ? Sư phụ giải thích: Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp: Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan, mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống. Sư phụ nói: Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận,
và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù. Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không trăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá. Tức là khiến nó sợ hãi, khóc mãi không ngừng. Hoàng gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn, lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết, các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông, nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn oan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ, hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. Hai vị cần tuyên bố như vậy. Rồi sau đó, phải vì những con vật mình từng ăn qua, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy, thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện. Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa. Sau đó, sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ, hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua, siêng năng niệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết, từ đây về sau, còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ, nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi, thỉnh một số kinh sách về đọc. Hai vợ chồng đều hứa, nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên An Bằng, 18 tuổi. Trước đây tôi tà dâm rất nhiều năm, hiện tại đã giới tà dâm được mấy tháng. Sau khi phát nguyện giới dâm, tôi thường phóng sinh, bố thí, lo bồi đức, lập hạnh để phục hồi phúc báo. Nhớ lại giai đoạn còn thủ dâm, tôi bị rất nhiều hoạn nạn xui xẻo. Do từ nhỏ tôi đã có tính hiếu sắc, ưa tà dâm. 12 tuổi tôi đã bắt đầu tà dâm, ưa tự thỏa dục. Người lớn khuyên thì tôi cứ giới rồi phạm. Nhưng bây giờ tôi đã 18 tuổi. Trước đây lúc đi học, tôi thường bị người coi khinh, xem thường, cư xử như đối với kẻ đần độn ngu ngốc. Sau đó, do báo ứng của tà dâm, tôi học không nổi, bỏ trường đi học nghề, làm thợ. Nhưng trí óc quá lú lẫn, si ngốc. Người ta học một lần thì biết, còn tôi học đến mấy lượt mà chưa rành. Tôi làm hơn một năm, do quá dở và chậm hiểu nên cuối cùng bị sa thải. Những ngày tháng tiếp theo đó, tình cờ tôi tiếp xúc với trang web Đại Bi Bạc Khổ giới tà dâm và đoàn Đại Bi Bạc Khổ đi vào hướng quang minh, khiến tôi tỉnh giác và hiểu sâu sắc tác hại của tà dâm. Không những gây hại cho bản thân mà còn gây hại lây cả cha mẹ.
Thế là kể từ đó, tôi dũng mãnh phát thệ làm người tốt, nguyện dứt trừ tà dâm, không những tự cứu mình mà còn siêng năng tham gia công tác quảng bá các thiện thư và sách dân quả, khuyên người giới tà dâm. Lời thệ xuất phát từ tâm cương quyết, buông bỏ thói xấu, nguyện làm người khiết bạch chánh đại quang minh, đã giúp tôi dứt bỏ tật thủ dâm dễ dàng. Số là hồi trước tôi sắp đi kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ, nhưng do lỗi từ thỏa dục mà sức khỏe có vấn đề nên không thể đi. Khi tôi phát thệ giới dâm, nguyện làm toàn việc thiện rồi, thì những chuyện may mắn bỗng xảy ra. Có một anh là con bà mẹ tôi, do có chuyện đột xuất nên không thể đi khám sức khỏe đầu quân vào chỗ ngon. Vì vậy mẹ anh liền mời tôi đi thay. Đúng là tôi cũng không có đủ tiêu chuẩn để lọt vào. Nhưng lúc đó không hiểu sao người ta lại sắp cho tôi vào đội dự bị quân, cũng xem như là lính, chỉ không mạnh bằng lính chánh quy thôi. Do quá khứ tôi tà dâm dẫn đến tĩnh mạch bị bệnh, cũng đã làm phẫu thuật. Nếu như tôi vào bộ đội chánh quy thì sẽ không kham nổi các huấn luyện cao và nghiêm. Còn được vào đội dự bị, thông thường chỉ trông coi vũ khí, mỗi tháng còn được lãnh 500 đồng mà chẳng bị huấn luyện nghiêm khổ chi. Chưa kể là tôi ở đội dự bị chừng 1 năm thì có thể xung thẳng vào đội chính quy. Nhưng đến lúc đó tôi không còn bị khảo hạch khắt khe mà binh chủng vẫn xếp theo trước đó. Chắc chắn là cũng đồng thời bước vào lính chánh quy, xong người ta thì bị xem là tân binh, nhưng tôi lại được xem là lão binh. Dù có làm ban trưởng hay ở lại đội cũng không nhầm chi. Hôm nay tôi viết ra bài này không phải để khoe, mà là muốn nói với mọi người. Trước khi tôi chưa giới tà dâm thì đến đâu cũng bị người khi dễ, coi thường. Nhưng sau khi tôi nguyện tu sửa, đổi mới cuộc đời, dù tôi chỉ mới giới dâm chừng vài tháng thôi, thì cơ hội tốt đã đến. Xem như cả địa khu này họ chỉ tuyển 10 nhân viên dự bị, đa số người được chọn đều là con em cán bộ cao cấp. Xét hoàn cảnh nhà tôi thì xem như khó bề giới tới, vậy mà tôi lại được thu nạp dễ dàng. Bạn thấy có lạ không? Từ khi phát nguyện tu sửa, hàng ngày tôi luôn quyết tâm dứt ác làm lành, còn viết bài khuyên người giới dâm, nguyện không xem tất cả văn hóa sắc tình, diễn ly hẳn mọi điều liên quan đến tà dâm. Tôi tinh tấn niệm Phật, giúp người phóng sinh, bố thí, làm nhiều việc thiện, mang tâm tư hạnh phúc kinh an. Tôi nguyện trọn đời trọn kiếp mãi mãi giới tà dâm. Giờ đây tôi sống rất hạnh phúc. Xin chia sẻ kinh nghiệm này cùng bạn đọc, mong những ai có thói xấu giống tôi sẽ dũng mãnh từ bỏ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật, trên báo tứ ân, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy, nghe, đều phát bồ đề tâm, mạng báo thân này xin về cõi an vui. Chuyện thứ hai. Tôi thi đậu vào 2 trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là bị viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao, bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Song thân tôi lao tác gian khổ, dù có cố làm thêm, lãnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà. Công tác luôn gặp bất lợi. Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thất tính, lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn 1 năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp. Nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lũng củng, ác tắc, chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt,
là phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lần đâu. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp, rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn một tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm nữa. Bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn giới dâm rồi, chỉ sau 3 tháng, bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc phát càng nhiều. Trước đây, do bởi bạn hay thủ dâm, là quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh sức khỏe đều thất bại. Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn một tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị ngạt mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận. Mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên quan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ. Nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế? Anh bạn tôi giải thích, nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hạnh xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn, những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ, dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia, cho rằng tà dâm, thủ dâm là chuyện bình thường vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được, vân vân. Điều này rất sai lầm. Mà chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết, do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường, là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, quân dưỡng thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực, vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thề nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất khinh an, thoải mái, thái độ ủ rũ nặng chí trước đây không còn. Từng ngày sống như được thái dương chiếu rồi. Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu, trong lòng quang minh chánh đại giống như có thái dương soi rọi nơi tâm. Khi đó tôi không hiểu, giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Bạn cứ thề nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vì bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài văn này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin, chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Luật sư X. Chuyện thứ ba. Quay đầu nhìn lại cuộc sống quá khứ của tôi, đa số
thường thất bại. Trước đây các cô luôn đeo theo tôi, bây giờ tôi đeo đuổi lại mà họ chẳng thèm lý đến. Tình cờ xem một giới tà dâm trên bàn, tôi học được rất nhiều điều hay, mới hiểu ra thủ dâm là khiến cả đời bần tiền, làm việc gì cũng thất bại không thành. Trang web giới tà dâm không những tuyên truyền giáo dục, giúp người ta nhận ra nguy hại của tà dâm, hơn nữa còn giới thiệu nhiều điều vi diệu về chú Lăng Nghiêm. Tôi vốn là một kẻ vô thần, mới đầu chỉ mang tâm thái xem thử, hành thử mà thôi. Hàng ngày trước khi ngủ, tôi chịu khó tụng một biến. Mặc dù không hiểu rõ câu văn từ ngữ, nhưng ai ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Bây giờ hầu như tôi rất khó có tư tưởng tà dâm với phái nữ. Mỗi khi tình cờ, khi xem các cảnh quay set hở hang nơi truyền hình hay trong phim, lòng tôi cũng không có cảm giác gì. Mới đầu tôi còn tưởng mình bị bệnh vô cảm, nhưng sau khi đi kiểm tra sức khỏe và đo lường mức độ nam tính, bác sĩ mỉm cười bảo tôi rất khang kiện về mọi mặt, nên tôi an tâm. Trước đây mỗi lần thấy mấy cô gái xinh đẹp là tôi khởi ưa thích dòng độc, nhưng bây giờ trong tâm hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng tà dục nào, tôi chỉ thấy là họ đẹp mà thôi. Tôi đã phát thệ giới tà dâm, sống thanh khiết từ tinh thần đến thể chất. Tính đến giờ đã giới dâm được một tháng, mà nói là giới cũng không phải, vì khi lòng không còn dung chứa hay tồn động ý dâm thì hành vi xấu này hết chỗ để phát sinh. Tâm tôi không còn muốn điều ấy nữa, nên giới tự nhiên thành. Hôm nay tình cờ đo lại chiều cao, mới thấy có tăng thêm. Bây giờ tôi đã cao hơn 1m8. Còn nữa, dù chương trình học tại nước Đức được nhìn nhận là khó, ngay cả sinh viên bản địa cũng khó khăn, vậy mà tôi thi đậu với điểm rất cao. Điều này khiến tôi vô cùng hoan hỷ. Tuyệt hơn nữa là công việc bây giờ đang tiến triển thuận lợi. Đã có mấy người bạn giới thiệu tôi làm phiên dịch cho các công ty kinh doanh lớn, vì tôi rất giỏi ngoại ngữ, biết rành 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Nhớ lại trước đây lúc còn thủ dâm, do hành vi này khiến tôi bị tổn phúc báo, nên đi tìm công tác rất khó khăn, đến mức tôi chỉ có thể làm thông dịch viên đài hạ giá nơi các quán ăn mà thôi. Nhưng từ khi tôi thệ nguyện giới tà dâm, quyết tu tỉnh, học Phật rồi, thì lại tìm được chỗ làm rất ngon, lương cao không ngờ. Ít nhất tôi cũng có thể kiếm được 10.000 euro cho mỗi tháng. Sau khi tu học Phật, nguyện làm người thiện lành rồi, thì cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều. Bây giờ thân thể tôi rất cán kiện, dung nhan rạng rỡ. Khi che đá banh, lúc người khác đã bệt bò ra, thì tôi vẫn còn sung sức, chưa thấy gì. Trí nhớ cũng trở nên cực tốt, bởi tôi có xem chi, chỉ lướt qua là đã nhớ đến 8/10. Vừa nhìn là nhớ ngay. Hiện tại tôi rất vững tin rằng mình có thể tốt nghiệp mỹ mãn, học theo kịp các bạn, dù trước đây họ đã vượt qua tôi rất xa. Chính nhờ vào giới tà dâm mà tôi đã phục hồi nhân thân, phẩm cách tốt, sống xứng đáng trong kiếp người và có thể sáng tạo tương lai sáng lạng theo ý mình, nhờ vào việc không ngừng tu bồi đức hạnh. Xin chân thành chia sẻ kinh nghiệm quý giá này cùng bạn. Mong bạn hãy từ bỏ tất cả tật xấu. Hỡi các bạn nam nữ, xin hãy cương quyết giới tà dâm cùng chúng tôi. Du học sinh A, 15/3/2016. Bài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đài tài, có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Vị mà Liên sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả, ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y, thệ nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện. Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông. Thần Phúc Lộc. Các bạn chẳng nên than oán là số mình không may. Bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hưởng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu. Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình
bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đong bất như ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này làm mê tín. Cuộc sống quả thực có số mệnh, dù số mệnh này do ta tạo ra và chính nó lại đeo theo trói lấy ta. Nhưng số mệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình. Những người sự nghiệp thành đạt, được đại phú quý đều tin vào lý này. Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ, bần hàn. Khi nghe tôi nói vậy, xin bạn đừng vội buông lời biệt thị mà cho là mê tín. Xin hãy chịu khó, động não gẫm suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn, hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao, rồi hẳn đưa ra kết luận. Tôi xin thưa với bạn là, những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin, bởi ta rất thường bị chúng lừa. Xin hãy nghĩ xem, mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu? Tai ta có thể nghe mấy phần trăm âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu? Mùi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi trong thế giới? Lưỡi có thể nếm mấy phần trăm trong tổng loại vị? Ta có thể cảm xúc được vật, nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật? Chẳng lẽ hễ những gì giác quan ta cảm nhận không đến không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Chuyện thứ nhất, thời còn trong quân ngũ. Hồi đó, tôi gia nhập đội quân đo lường, năm 802, khi ấy phó đoàn trưởng là Ngụy Thanh Bình. Tay cầm một xấp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp, 14 xấp. Ngày chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi, từ đó ông quy y Phật Pháp, phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi đanh thép, tôi gọi là ông Biện Sắt, vì ông hay nhạo báng cười chê khi thấy mọi người tin vào việc dự đoán của tôi. Một hôm, ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi, rồi hỏi, anh có thể đoán xem đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp, đánh mặt trượt. Vị Biện Sắt này ngây người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo, đúng là tôi đánh mặt trượt, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đáp, thua 880 đồng. Ông Miệng Sắt kêu to, đúng đúng đúng, quả nhiên đoán giỏi như thần, khiến người ta không dám tin, trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? Rồi ông Miệng Sắt kể, thiệt ra là tôi chỉ thua 800 đồng, thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn về, thì có người bạn ngồi gần ngỏ ý cho tôi mượn 80 đồng. Tôi nghĩ thầm, mượn 80 đồng này, biết đâu có thể gỡ gạt được. Kết quả cũng thua luôn, vừa đúng 880 đồng. Chuyện là như vậy đó. Tôi là một phụ nữ 39 tuổi, đang công tác tại một xí nghiệp nơi thành phố Tây, có gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, có con ngoan ngoãn khả ái, còn được cha mẹ luôn quan tâm lo cho, phải nói cuộc sống vô cùng mãn ý. Tôi mới học Phật được một năm. Hồi đầu, khi nhìn thấy hai chữ tà dâm trong giới cấm của Phật, trong lòng tôi luôn cho mình là người tốt, thiện lương, hết dạ chung thủy với chồng, chẳng làm gì dính dáng đến lỗi tà dâm nên không lưu tâm chi. Thế nhưng theo thời gian, khi tôi học Phật thâm nhập thấm sâu giáo pháp rồi, mới phát hiện ra, thảy đều do mình ngu si không biết, nên lầm cho là mình hay, mình đúng, tự ôm kiến chấp sai lệch, thậm chí đã phạm lỗi mà không hay. Tập khí tà dâm đúng là không thầy mà tự thông. Nhớ lại hồi 17-18 tuổi, có lúc quá hưng phấn, tôi tự thỏa dục, dần dà thành thói quen. Mãi đến lúc kết hôn sinh con rồi mà tật này vẫn chưa từ bỏ. Hồi mới bắt đầu phạm lỗi này, tôi thường áy náy, xấu hổ, cảm thấy mình thật dơ bẩn, hèn hạ. Có lần tôi tình cờ xem cổ thư Trung Quốc thấy ghi, thủ dâm khiến trăm bệnh theo đó phát sinh. Tôi liền hạ quyết tâm từ bỏ. Nhưng xui xẻo là khi lên mạng, tình cờ đọc các bài văn của nhiều chuyên gia viết, thấy họ tuyên bố thủ dâm giúp đời sống vợ chồng thêm phong phú,
nào là giúp giải phóng năng lượng cơ thể, giúp giảm stress, giúp giải tỏa ức chế nhu cầu sinh lý, rất tốt cho sức khỏe. Hành vi này hoàn toàn không có gì nguy hại, đây là chuyện bình thường, không có gì phải quản kinh hay tự trách. Thế là tôi dân vào mấy lời khuyến khích này mà yên chí, tha hộ bành trướng thói tật, bởi thấy ngay cả các vị có tiếng tâm hiện đại còn cho đây là hành vi hợp lý, bình thường. Nên tôi cứ thực hành, yên tâm nghĩ rằng mình làm vậy không hề phản bội chồng, còn giúp cho đời sống chăn chiếu thêm phong phú. Do vậy mà tôi tiếp tục dâng theo chỉ bảo của các chuyên gia trên mạng, ném phăng tất cả lời dạy cổ thánh tiên hiền, không thèm để ý đến. Sau này, tùy theo tuổi tác ngày càng lớn, tôi mắc nhiều bệnh phụ khoa, âm đạo bị viêm, vân vân. Nhưng tôi không chú ý lắm, bởi cứ đinh ninh rằng phụ nữ thời nay ai mà không mắc mấy chứng này. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Nữ giới bị bệnh phụ khoa hiện có rất nhiều, cần chỉ phải lưu tâm, lo lắng. Mãi đến sau này, khi cảm thấy hạ thể thường tiết dịch sau mùa xú quế rất khó chịu, tôi mới nghĩ là mình cần vệ sinh tốt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi tắm rửa ngày mấy lần, thay y phục mấy bận, thì tình trạng này vẫn không chuyển tốt. Đến khi học Phật rồi, tôi suýt té ngửa khi hiểu rõ ra thủ dâm chính là tà dâm, là hành vi cực kỳ sai lầm, rất đáng xấu hổ, cần phải dứt bỏ triệt để, và các chứng bệnh mà tôi đang mắc phải chính là do quả báo của tà dâm, thủ dâm chiêu cảm. Khi đó, tôi giống như bị một gậy đánh vào đầu, tâm tư bừng tỉnh. Từ giây phút đó biết thống thiết ăn năn những lỗi đã phạm trước đây. Từ đó tôi hạ quyết tâm, triệt để dứt bỏ thủ dâm. Tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ, dứt trừ lỗi ác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay, những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan, biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất là hạ thể không còn xuất hiện mùi hôi. Không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân lẫn tâm, khiến tôi mừng vui khôn xiết. Vì không chỉ thế, dung mạo tôi còn chuyển hóa sáng rỡ, và điều tôi vui nhất là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ dân giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này, tôi đã thu hết can đảm để viết chuyện của mình ra chia sẻ. Là đệ tử Phật, tất nhiên tôi không nói dối, xin hãy tin kinh nghiệm mà tôi đích thân trải qua là hoàn toàn chân thực. Tôi tha thiết khuyên các chị em, đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến mà khinh thường những lời dạy, những cảnh báo minh triết cổ xưa. Chúng ta phải thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thủ dâm là hành vi bình thường, đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng, ít nhất thủ dâm cũng chiêu dời ba ác báo là: 1. Trăm bệnh theo đó phát sinh; 2. Thân phát mùi tanh hôi; 3. Giận khí luôn xui xẻo. Nguyện tất cả chị em phụ nữ đều xa lìa bệnh thật cổ não. Nguyện mọi người đều có được thân thể khỏe mạnh khang kiện, gia đình hạnh phúc. Minh Vũ, 20 tháng 3 năm 2012. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoang gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh, tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy, cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói: "Không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không?" Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp, hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc. Vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ, do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô. Cho nên, từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm. Trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi.
cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở. Ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong, thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được nên không bị xâm hại. Khi cô thẩm thấy đến đây thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên. Cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi, chuyện gì khiến em sợ dữ vậy? Cô đáp bằng giọng trẻ thơ, đầy sợ sệt nói, cha đang đánh tôi. Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả, cha hay đánh tôi lắm, ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau. Cô vừa khóc vừa kể. Tôi hỏi tiếp, hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất? Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên, mẹ cư xử thiên vị, không công bằng. Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương, hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới, nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt 20 mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đã ôm oán hận thâm sâu, vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân. Đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một phụ nữ nông thôn, có 2 con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với 2 con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét, bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. 2 con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiến sâu về kiếp trước nữa, thì cô thẩm nhìn thấy vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng 10 mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai. Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh.
Tình hình cô Thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng, đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ, tâm báo ân, báo oán không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô Thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong. Khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai, chuyện ngoài sức tưởng phát sinh. Cô Thẩm nói, hình như có gì đang ở trong ngực, trong não tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Té ra, tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ, xông vào nhà Khang, giết sạch toàn gia hơn 300 người. Riêng thuộc hạ Khang bị Khánh đâm trúng tim mà chết, còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy, kẻ gá vào ngực hành hạ cô Thẩm chính là Khang. Do hắn bị đâm trúng tim chết, nên bây giờ trả thù bằng cách hành đao nơi ngực. Còn hai vong bị chặt đầu thì gá vào não cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, số thì gá vào tay phải. Vì lúc tàn sát họ, cô cầm gươm bên tay phải. Cô Thẩm đến 8 tuổi mới đi học, nhưng không thể viết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau, là do có liên quan đến vụ đại thảm sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô Thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cô ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận oán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi, sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm oán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt, dẫn theo mấy mươi người, tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết, mà toàn gia ông, hơn 100 người, cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông, hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ nên Trương Phú Hộ không hài lòng, đã đuổi cổ hắn. Vì vậy mà hắn ôm hận,
kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên gì nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo, dù sức tôi kém nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt, hơn nữa càng báo quán thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành, đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ.